buồn vui chuyển biến là chuyện thường thế gian. Người ơi, dù vui hay buồn mà lòng ta quyết tâm đường tu vẫn bền. Thị phi chuyện đời, người tu phải quyết để chúng ngoài bên tai. Niềm an vui thảnh thơi tháng ngày thì từ đây sẽ bên ta dài lâu. Thương nhau phải nhớ, thông cảm cho nhau, đừng hờn trách nhau hoài bạn nhé. Đời mình ngắn ngủi biết sống bao lâu, sao để lòng buồn chán ghét nhau làm chi. Đời vui đời buồn, buồn vui chuyển biến là chuyện thường thế gian. Người ơi, dù vui hay buồn mà lòng ta quyết tâm vẫn bên đường tu. Chẳng cần kiếm nơi này nơi khác, xin mời bạn lữ hãy nắm tay nhau để bước vào thế giới hết chân sao lo. Thì phi chuyện đời, người tu phải quyết để chung ngoài bên ta niềm an vui thảnh thơi tháng ngày thì từ đây sẽ bên ta dài lâu. Niềm an vui thảnh thơi tháng ngày, niềm an vui.